Ôi ôi. Ôi ôi con cua. Anh ơi là anh ơi. Con cua. Hết biết con cua luôn em ơi. Hôm nay là chăm sự anh nhờ em đó nghe em. Chăm sự nhờ em, anh yên tâm đi, anh tưởng ở đó em. Bữa nay mà vô mánh hay là thất thoát thì cũng nhờ em đó. Ôi một con. Vì là vô mánh này. Em thì phải tin tưởng ở nó em. Nói chung cua nhỏ cua bự cậu có dính là em hay vậy đó. Con cua này mình giờ mình thả anh. Ừ, cua nhỏ em thả đi. Giờ mình cuốn lại luôn ha. Ừ. Hết màu rồi. Em cuốn em ship lên đó hết cho anh. Đây đây đi. Tới bắt tài rồi. Hên này đã nghe. Hên này đã, hên này đã. Bữa nay tình hình này là im độ luôn á. Cái đầu tiên mà em vậy là cái như là mừng lắm đó anh. Đúng rồi. Mà cái đầu tiên mà dở lên mà trống lỏng là cái mặt nhăn nát như khỉ ăn ớt vậy. Khởi đầu tốt đẹp là khoái khoái. Khoái khoái khoái. Lấy cái tiếp theo coi. Có cái gập này sao trên khô quá. Ừ, cái này em hôm em không dậy xuống hả? Em hôm em quên. À, anh thấy gì chưa? Em né qua trên quay lại. Đó, em bơi về mé trên. Ồ, gió quá em ơi. Hình như con cua phải không? Cua chứ con gì vậy anh? À, em bơi em né. Gió này đi. Ôi là mẹ con cua em ơi. Trời bán hện luôn anh ơi. Đã gì? Lên mắt cạn mà nó nằm cua kìa. Ừ. Bây giờ hai chồng mình đậu đây nhìn nó chơi. Đậu đây nhìn luôn hả? Nhìn nó chơi vậy đó. Ôi ông nằm cây cá đá không? Đóng luôn. Ông nằm ông dính cái chèo là anh vô trong cái. Rồi em thăm đi. Ôi dồi anh thấy em không anh? Bởi em á anh phải tin tưởng ở nơi em. Ôi ôi. Ôi ôi con cua. Anh ơi là anh ơi. Con cua. Hết biết con cua luôn em ơi. Anh thấy hai càng đó không? Cua này thì chắc lội vậy, khỏi chê. Hai càng khủng luôn. Em ship lại đi. Trời ơi con dài dài anh ơi. Đó. Ơi. Mừng quá. Nhiều đó thấy ngày hôm nay hai chồng mình ấm rồi đó. Ấm rồi đó bây giờ. Một ẻm duy nhất kìa phải không? Một ẻm rồi còn ẻm cái tiếp theo dài dài nữa chứ không phải. Một ẻm đó không đâu anh. Nghe em nói anh mừng quá vậy ta. Mừng dữ không? Mừng. Gió quá cả nhà ơi. Này mà được thêm con nữa là ấm áp. Là bữa nay cũng vẫn ngon này. Được con bự như vậy nữa là lên cầu vòng cổ rồi. Ô cua nhỏ, em dở lên cho nó lọt cho. Nó nặng cái lờ mà rút. Đó, thấy nó hay không? Cái lỗ gì đó mà nó biết đường nó chui ra hay không? Bởi vì nó mới sống sót tay lớn được chứ em. Rồi em chồng lên đi điện hồi mình hả sợ. Hết mồi phải có mồi mình thay luôn đó. Mà nó cũng dính nha, chứ không phải là nó không dính nha anh ơi. Chẳng qua là nó cua nhỏ rồi. Bắt nó thôi. Đúng rồi, nãy giờ cái nào cũng dính. Ừ, nãy giờ cái nào cũng dính hết trơn á. Anh đâu có chê em đâu mà. Anh đừng nè hả, bữa nay đi với em xui à. Không thấy, thấy em hơi hên trước mắt rồi đó. Hên không? Hên. Cái con duy nhất đó là anh thấy tiền rồi đó, lụm gạo rồi đó. Gạo không à. Chuyến này gạo hoa cám đây. Cái này chắc gạo nữa quá. Bây giờ không gạo, không cám, bây giờ tắm cũng được nữa. Ồ, đúng là tắm thiệt. Em để đợi hai ba cái cây hồi cái em hả chồng xuống. Mà cho nó ép con cua dưới đây luôn. Hầu như là gặp cua với lú là hai chồng mình không có ngày cuốn lên hay gì đâu. Qua mé bên kia đi rồi bơi mới biết. Bơi
Cái tiếng máy mà chạy biết bao xa mà em thấy gió xuôi nó lớn ghê không? Cái này gạo hay là cám hay là lúa đây? Đừng có tắm nữa là được rồi. Rồi tắm nữa rồi. Con đó là con vẫn ngon này. Kệ anh không có mơ ước gì gì nhiều, thăm hết vàng gặp này dính cả chừng 8 con nhất gì thôi. Không mơ gì nhiều nữa. Hai con cua giặt thôi. Cua giặt mà phải giặt chà bá gì đó nghe. Cua đó mới tiền đó. Chứ đừng có giặt mà chừng 200 gram mà cũng không mừng nữa. Y chang như cái gặp tuốt ở sâu mà y chang như thấy con cua bơi nhẹ 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 nữa ta. Trời trời, nhìn con cái con cua nghe thấy đã nãy thấy đã chứ. Đó, đó cái đó con dính không? Đó em. Thấy dính nữa không? Đó em dở lên cho nó bò lên. Dở lên. Dở lên. Khôn lắm, nó chang hồi ra. Đó, thấy không? Cũng dính nữa rồi đó. Nãy giờ cua bự, nãy giờ hai chồng mình ấm lắm đó chú bộ. Cua bự rồi, nãy giờ hai chồng ấm cần rồi. Có cái cua nhỏ. Mấy cái trên này mới im mà. Cô bự em bắt em bán hết rồi chứ đâu. Còn anh. Còn nhiều dưới đây lắm. Còn nhiều lắm phải không? Nhiều lắm. Nó chưa thấy vô. Tới cái gặp độ của em rồi nè. Phải gặp độ của em nè. Anh nhớ gặp độ của em luôn hả? Nhớ chưa? Bây giờ em không cột phao anh còn nhớ nữa chứ. Gặp độ làm sao đây? Gặp độ, dính. Oh. Gặp độ. Gặp độ này quá độ luôn này. Cái này không độ nổi rồi. Để anh dở cái này ra lên anh, để anh cua anh lên nè. Phê ha. Ừ. Phê em kẹp nát cây đao em cái đó. Kẹp nát cây đao em đi. Còn cái này chưa mà. 5 cái rồi. À, đưa cái mù qua kìa. Cái mù dung sội à. Anh khoái giờ mà anh khoái quay mấy con cua gì nè. Không biết ý em sao à. Em nhìn là em khoái nhìn cái mù nó dung sội. Không mù bự là khoái giờ mà. Khoái giờ mà cua đó. Cái mù đó mới có tiền. Cái này nè, cái này lần nào cũng dính mà không biết lần này làm sao đây. Lần này thì cũng dính nữa chứ sao anh. Ủa, cái gặp này sao đây. Ồ, oh, cũng dính nè. Cái này tịch quá mà, cái lần này dính của con này. Thấy lần nào cũng dính cho nha. Ừ. Cua này nó hơi bự nó không, con đó đâu ra được đâu. À, cái đó em để ngang cho em ngồi ạ. Em bơi như này gió ngược anh ơi. Rồi đó em bơi đi. Cho em bơi thoải mái rồi nè. Biết qua xa gì mà em thấy ra hả? Thấy chứ anh. Cái phao đó lên nó cua gạch nè, cua gạch nè. Ồ, cái phao biết nói luôn hả? Thấy nó rung nhích. Dạ. Nhích nhích kìa là cua gạch ở chỗ. Em bơi em né qua bên cho anh thấy. Em che cho anh đâu thấy gặp đâu. Anh thấy để anh mừng được chứ. Ồ, nãy cái phao này nói chuyện phải không?
Cái vào này nói chuyện nè. Không kinh nghiệm rồi. Bạn Hiền ơi. Đừng có con cua nhất mà khóc hoài. Ôi ôi em coi cá nó chạy. Cạn nè anh. Ừ. Bơi cái động. Mấy cái đống trà này xuống mò cá nâu á. Cá nâu im lắm ạ. À. Thấy chị cá nâu anh sợ. Còn đục nước hết. Ừ, cá nước cạn. Cũng lại là hết màu. Cái này hết màu nghe, chứ không phải đại lắm dính nha anh ơi. Có nhỏ nó ăn nó ra. Ngoài sau chắc dính cua bự đó em. Cua dách, cua dách. Ồ, ồ, dính này hả? Chứ không phải ăn dính mà dính cua nhỏ. Nó chen mà cua đó chen đậu lọt đó. Em gỡ mồi ra luôn. Một đống là thối thác luôn, mới bắt được có con cua bán được. Đủ tiền mồi rồi đó anh. Dương khúc rồi đó chứ. Dương khúc hả? Ừ. Anh thấy hả, gió ngược ký là ngồi về bơi là nó mạnh vừa gì mà nó còn không đi nữa. Cái này dễ dính cua gạch là em bơi đi liền à. Chiều em giao cho anh đặt cho. Giao cho anh nghỉ chơi rồi không dính gì trơn nghỉ chơi. Giao cho anh thử là chị có linh nghiệm không? Anh để em coi. Còn anh không linh nghiệm nữa thì anh trả trở về cho em nữa. Cái này là cái quyết định đó nghe em. Cái này là cái quyết định đó. Cua nó nằm cũng có duyên nha anh. Nó nằm trên ba khô mà nó đưa cái lưng nó lên. Coi nó thú vị gì đâu hả? Ừ, nhìn nó đã gì cú mà. Quyết định ơi. Ồ, một cú quyết định. Cú quyết định là dính miếng lá. Xong còn mồi luôn. Kết quả thì hai chồng mình nguyên một cái dàn gặp như vậy đây. Dính được con cua nhất. Nói chung gì thì cũng ấm rồi em ơi. Vậy là cũng hên lắm rồi đó. Vậy là cũng hên rồi đó. Cũng dính nhiều cua mà tại cua nhỏ đó chứ. Ờ đúng rồi. Rồi tóc mình bây giờ đang mình bán cua em ơi. Rồi bây giờ mình kiếm tiền rồi bỏ những